Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 17. Những đức kể vì nghe câu chuyện mà hai vợ chồng này niệm Phật mà chuyển hóa được những đứa con hư. Hai vợ chồng này gặp những đứa kể rằng gia đình có ba đứa con, trong đó có hai thằng con trai hư hỏng lắm, gọi là phá gia chi tử, hư con phá của, không đâu làm ăn gì hết, làm khổ cha mẹ. Hai vợ chồng làm đủ cách vẫn không chuyển hóa được đứa con hư này. Có được nhân viên được người giới thiệu cái trang của chùa mình, hai vợ chồng bấm vào nghe. Người vợ nói rằng là khi nghe được những buổi giảng của những đức là cô nghe luôn tiếp tục mấy bài liên tục, và tự nhiên nghe cô thấy giống như cái việc khổ đau của hai vợ chồng cô hiện ra luôn. Iran. Và cô nói rằng là cô nghe cái câu của tâm đắc vô cùng, đó là đứa con nó làm mình đau khổ, nếu như mình càng buồn trách, mình càng nặng nề, mình càng khổ, và mình lại còn đeo đẳng theo lo cho nó, thì cái nghiệp chướng này không thể nào sở ra được, không sở ra nổi, vì nó quay quằn. Giống như mình lo nhưng mà trong tâm mình lại bức xúc, khó chịu, nặng nề. Thì một bên là trả nợ, một bên là tạo nợ. Làm sao trả hết? Thì cô nghe Nhà Đức nói rằng là nếu như mỗi ngày nghe Pháp an lạc tâm, rồi niệm Phật, sanh duyên, sanh phước, không buồn trách đứa con kia. Ngày xưa quan tâm lo cho nó bao nhiêu, còn bây giờ thì vô tư, tùy duyên. Chân thật hai vợ chồng cải cách thay đổi lại, và hai vợ chồng hiểu ra rằng bây giờ nó lớn rồi, nó không nghe. Bây giờ mình mà cứ đeo đẳng theo hoài không được gì, mà làm khổ gia đình, rồi làm ăn cái gì cũng được. Bây giờ hai vợ chồng mỗi ngày cởi mở tâm tư, nghe Pháp an lạc, niệm Phật lễ Phật, làm việc bình thường. Hai vợ chồng chân thật, nhiệt liệt. Sáng nào hai chồng cũng công phu niệm Phật lễ Phật. Giống như không có ngó ngàng nói tới dòng gió tám quắc nữa. Vậy mà trong vòng thời gian 2 năm. 2 năm chuyển hóa được con. Hai thằng con trai tự nhiên thay đổi lạ kỳ. Thay đổi rất lạ kỳ. Thì quý vị biết rằng nếu như chúng ta tu tập mà hiểu thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn. Thay đổi rất là lớn.
Nhưng nếu mình tu tập mà mình không hiểu thì nó không có lợi ích. Thí dụ như bây giờ cái tâm của mình nghe đạo tu thì mình nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, nghĩ đến thế giới cực lạc thì chuyển hóa hoàn cảnh khổ đau. Còn nhiều người mình tu tập mà mình đem cái tâm mình tu mà mình lại cắm vào cái người thân mình không tu, sao chuyển hóa người ta? Người ta dẫn mình đi sao chuyển hóa người ta quý vị? Ta dẫn mình đi sao chuyển hóa người ta đây? Mình theo Phật thì mình mới dẫn người ta, còn mình theo người ta sao mà dẫn người ta? Người ta dẫn mình mà sao chuyển hóa được? Nên mỗi một người mà nếu gặp được tịnh độ mà tin danh hiệu A Di Đà Phật này, trong danh hiệu A Di Đà Phật có bổ nguyện niệm Phật, có sự từ bi trí tuệ, thương yêu giúp đỡ, có đầy đủ hết nằm bên trong. Nếu chân thật mà niệm có Phật hiệu này đều có đầy đủ hết nằm bên trong. Phải tin kìa, phải chân thật tin và chân thật áp dụng, nhiệt tình hết mình, chân thật tin, chân thật áp dụng thì sự lợi ích này cực kỳ lớn. Sự lợi ích này lớn lắm. Chính bản thân những đức là cảm nhận được có một tịnh độ này quá thù thắng. Nên ngày nào những đức cũng tán thán bổ nguyện Di Đà, tán thán hoài. Bao nhiêu người gặp những đức họ nói rằng họ gặp pháp môn niệm Phật mà họ như kẻ cùng tử, họ cứ đi lang thang. Tại vì nghe nhiều buổi giảng phải niệm Phật đạt một tiêu chuẩn gì, phải đi tìm cách làm sao để niệm Phật đạt tiêu chuẩn gì. Và họ nói là cách nay khoảng cỡ 5-6 năm trước họ cũng biết chùa mình, họ cũng nghe những đức giảng. Cuối cùng thì họ đặt vấn đề là niệm Phật phải đạt công phu gì. Họ đi một vòng thiệt là lâu, cuối cùng sanh phiền não, và nhiều anh em huynh đệ bỏ tu luôn. Nhưng mà khi quay lại gặp những đức thì những đức vẫn như ngày xưa, mà càng ngày càng an lạc, càng ngày phát triển được cảnh giới, hướng dẫn rất nhiều người tu. Còn họ đi vòng do tâm quắc mà lại không phát triển được, không giúp được người tu. Những đứa gặp một cái chú này, không gặp như đứa nói chuyện nói rằng lúc trước con nghe một vị này giảng pháp, giảng rất nhẹ nhàng, giảng rất là hay, rất là cũng vui và rất nhẹ nhàng, nghe im tai vô cùng. Nhưng mà khi con nghe thầy giảng thì con thấy thầy giảng không có văn tự hay bằng người đó, không nhẹ nhàng như người đó, mà thầy giảng rất là vui. Thầy được có nghĩa là thầy giảng vui hơn người đó nữa. Văn tự rất đơn giản dễ hiểu. Nhưng mà khi con để ý thầy giảng thì thầy có phương pháp tu. Còn vị kia con nghe không có phương pháp tu. Mà phương pháp tu của vị kia đưa ra con tu không được. Cuối cùng con chọn chuyên nhất nghe thầy giảng luôn. Đây là những điều mà người ta gặp như đức ta nói là đem trả lại cho quý vị, để quý vị có một phương hướng và lấy đó làm tham khảo. Cái quan trọng là nghe một người giảng pháp và có một phương hướng tu. Thí dụ như hiện tại những buổi giảng như đức chia sẻ rất đông và cũng rất nhiều người nghe. Nhưng chỗ cực kỳ quan trọng luôn, cái lượng người mà một ngày cầm máy nghe pháp như đức nghe và đeo máy niệm Phật của những đức phát triển ra, và nghe máy nghe pháp MP3 quý vị, cộng tác lại tất cả những buổi giảng có hình, thì những đức nói với vị nghe, nhiều người dù có giảng rất đông người nghe cũng chưa chắc sánh bằng. Vì cái lượt người mà cầm máy nghe pháp của những đức, máy niệm phật như đức phổ biến khắp nơi nơi, thêm cái pháp viên mà tặng máy nghe pháp máy niệm phật cho người, và thêm quá nhiều trang chia sẻ. Tuy là một cái buổi nhân đức nó không đông bằng một số vị, số lượng người đông, nhưng mà tính cái số lượng rất nhiều người bao phủ lại thì số lượng rất đông. Mà đặc biệt ngay chỗ nào có phương pháp tu. Nên như đức thường nói với các huynh đệ trong chùa, như đức nói phải để ý chỗ này nè, đó mà lại cái để ý là có phương pháp tu, cái đặc biệt là phương pháp tu. Vậy vì biết rằng trong cái thời cuộc này giảng pháp nhất định phải vui một chút. Để làm chi? Vì con người chúng ta trong thời cuộc nó quá bận biểu, đầu óc mình có khi căng thẳng,
chỉ cần dịu nhẹ lại một chút thôi là nó ngủ dễ hôn chầm. Mà đã ngủ hôn chầm rồi sao nghe? Sao đã hôn chầm đã ngủ sao nghe, đúng không? Nên có khi giảng pháp vui hoặc là thời gian, ví dụ như câu ai Phật niệm đến cùng này, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc, quắc thời gian giảng từ nửa tiếng đổ lại thôi, từ nửa tiếng đổ lại hoặc 20 phút cũng được, 15 phút cũng được. Đó gọi là cô động văn tự, đẩy mạnh vào cái chỗ phương pháp tu, gây dựng mục tiêu tu cho người ta chuẩn xác luôn. Đây là cái cực kỳ quan trọng, rất là quan trọng. Nhớ kỹ, cái này là quan trọng nhất nè. Nên có nhiều người gặp Như Đức nói rằng trong cái mùa Covid con nhờ nghe thầy giảng. Lúc bình thường con nghe rất nhiều người giảng, nhưng cuối cùng cái mùa Covid không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nhờ nghe những buổi giảng của thầy, mà tại gia đình niệm Phật, sự lo âu gì cũng niệm Phật, sợ hãi gì cũng niệm Phật, bị cách ly ở nơi nào cũng niệm Phật. Từ nơi đó mà con thấy rõ ràng phương pháp tu rất là hay, phương pháp tu rất là hay. Nên á, mình đi đến đây, đi đến đâu mình học đạo, mình có cái góc độ sâu sắc. Thí dụ như mình học đạo, mình ở nơi nào đó, thí dụ như mình đi đến gặp một cái người đó mà mình không có cảm giác quý mến như người đó chứ, vậy thì cái sự học tập quý vị là giả học, vì không có thành công đâu. Mình phan hãy nhìn người ta về cái việc hình thức bên ngoài, mà mình coi cái thật chất người ta làm việc và sống với mọi người ở cái đoàn thể đằng sau mới là quan trọng. Đó là cái thật chất mình học mà mình được kết quả. Phan hãy nhìn về trình độ và hình thức bên ngoài của họ, mà hãy nhìn cái thật chất của họ lo cho mình. Nếu mà lúc đó mà mình vẫn không có cảm giác và mình không kính trọng thì thà quý vị đi kiếm chỗ khác. Tại vì sao? Vì quý vị không kính sao học. Quý vị đang dối mình dối người thì tội này càng nặng. Phải kính mới học được. Giờ mình không kính sao học? Người ta lo lắng cho mình, người ta sắp xếp giúp đỡ mình, mà mình không kính trọng sao mình học được? Thì mình thấy chỗ nào mà mình kính trọng, mình đi đến tìm nơi đó mình học. Nhưng cuối cùng quý vị cũng là kẻ cùng tử thôi. Đi vòng vo tam quốc thì cũng không kiếm được cái gì. Thử đi rồi biết. Cuối cùng quý vị đi vòng vo tam quốc, chỉ còn có con đường quý vị bỏ đạo, bí lối không biết đường gì tu luôn. Tại vì sao? Vì duyên phước vì không đủ. Con đường Như Đức đi mười mấy năm nay chỉ có một câu Phật hiệu mà lợi ích lớn như vậy. Chỉ đúng một câu Phật hiệu thôi, lợi ích lớn vô cùng, làm bao nhiêu việc ý nghĩa. Nên những người bên cạnh Như Đức mà họ không nhìn được chỗ này thì đúng là quý vị thiếu duyên thiếu phước, thiếu duyên thiếu phước. Một con người bình thường mà bao nhiêu con người nghe, người ta còn thông minh hơn mình. Nó thiệt chứ, có khi mình xuất gia mình còn trẻ trẻ, dù mình nói hô hà vậy đó, kinh nghiệm mình có khi chưa bằng cư sĩ, kinh nghiệm mình chưa bằng cư sĩ nữa. Nên Như Đức thường nói các anh em chia sẻ Phật pháp, cái khởi đầu mình chưa có được trải nghiệm, mình chưa có được sự khảo đảo trải nghiệm gì hết, mình phan hãy nói những điều nó quá cao siêu, phan hãy dùng cái tư tưởng giống dạy người, phan hãy dùng tư tưởng như dạy người. Tại vì mình chưa được trải nghiệm gì hết, mình còn rất trẻ, nên bản thân của mình có khi những điều mình nói nó cũng thành ra kiêu ngạo nào mình không hay. Tuy giống như mình giúp người nhưng mà thành ra kiêu ngạo nào mình không hay. Vì nhiều người người ta cũng nói được chứ không phải không nói được đâu quý vị. Thật sự người ta nói được, nhưng mà có khi người ta không nói. Nên còn trẻ trẻ, chia sẻ Phật pháp, chia sẻ những văn tự đơn giản nhất, những điều rất đơn giản, đi chậm nhất, thấp thấp nhất, thấp nhất luôn, thì quý vị tồn tại lâu. Còn quý vị đưa lên giống như quý vị đi dạy người, không có kết quả. Tại vì mình chưa được sự trải nghiệm gì hết. Thí dụ như quý vị nghe chia sẻ Phật pháp một người trẻ tuổi đi, chỉ lấy đó làm tham khảo chơi thôi, chứ ngoài ra họ chưa được sự trải nghiệm, chưa được sự trải nghiệm gì hết, chưa giải quyết được vấn đề. Thí dụ như thời gian Như Đức đi tu mười mấy năm nay, Như Đức trải nghiệm qua bao nhiêu sự việc ở trong Phật pháp, làm việc cho Tam Bảo, lo cho Tam Bảo, giải quyết bao nhiêu việc trong chùa chiền. Đó là sự trải nghiệm kiểm định qua thời gian. Và một câu Phật hiệu niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, có sự kiên nhẫn lâu dài và có thời gian ở trong ngôi Tam Bảo, giải quyết lo lắng vấn đề rất nhiều. Từ nơi đó mình phải có góc độ sâu sắc như vậy. Nên á, những Đức thường nói rằng
thuận nghịch gì trong cuộc đời này chỉ bám chắc câu Phật hiệu á. Đây là cái quan trọng. Còn con người thì có lúc này lúc khác. Có những người chúng ta nói giỏi làm không giỏi. Có những người ta nói không giỏi ta làm giỏi hay sao. Nên từ nơi đó, cái thật chắc mà các huynh đệ anh em ở trong chùa cố gắng, phải nhiệt liệt hết mình phục vụ chúng sanh. Duyên phước nó hội tụ rồi, cái sự thành công cực kỳ lớn luôn. Nhớ, duyên phước nó hội tụ rồi thì sự thành công lớn dữ lắm. Nếu như mình không hội tụ duyên phước, khó thành công lắm. Cái gì cũng vậy, phải có phước có phần. Không phải chưa chắc gọi là thông minh mà thành công đâu. Có những khi bản thân chúng ta mình thông minh lộ sẽ làm cho người khác trách mình. Và mình đi sống ở đâu cũng sẽ rất khó sống. Cái này là cái mà các huynh đệ anh em ở trong chùa phải rút kinh nghiệm. Thí dụ như ở trong chùa, người trên bố trí cho một người coi bản thân chúng ta, cái gì mình làm mình có sự tôn trọng, mình hỏi han quá đàng hoàng, để mình tạo cho người ta một cơ hội, để bản thân người ta có một trách nhiệm. Bản thân ta có một trách nhiệm. Khi người ta có trách nhiệm rồi, đó là mình đang bồi dưỡng cho con người này họ thành công. Mình bồi dưỡng họ để thành công, đó là mình hộ trì cho những vị tăng tương lai đặc biệt thành công. Còn nếu như mình tùy tiện, mình muốn làm gì mình làm, đó là mình tự hại mình. Tại vì trong ngôi Tam Bảo mình không biết quy củ thì mình tự hại mình thôi. Mình tự phá vỡ tăng đoàn, mình quậy phá trong chùa, hoặc là mình đem chuyện người này nói người kia nghe, đem chuyện người kia nói người nọ nghe. Mình làm cho trong cái hội chúng xảy ra nhiều vấn đề. Cái quả hại là bản thân mình phải chịu. Quả hại là bản thân mình phải chịu. Nếu mình ở chỗ đông người, mình cố gắng dùng cái miệng niệm Phật. Chuyện gì của ai không cần thiết thì thôi chúng ta đừng có đụng vào làm gì. Cái đó là cái người khôn nhất luôn. Dành thời gian để niệm Phật. Việc gì càng nói đúng, càng thiết thì chúng ta nói. Còn việc gì chúng ta không cần thiết thì khỏi đụng vô chi. Nhớ. Còn hoặc ta nói thì ta nói đúng ngay vị trí làm sao giải quyết được vấn đề. Đó là cái cực kỳ quan trọng luôn. Nên những đức thường nói cả trong chùa hay hàng Phật tử như đức cũng phiên. Cái tu tập, cái đặc biệt nhất là mình gỡ ra được những cái rắc rối trong tâm mình, là những điều mà mình không vừa lòng không vừa ý. Còn mình dặn mình hẳn ai gì đó, mình là người tu, mình phải gỡ ra. Vì mình muốn về thế giới cực lạc, mình muốn về bên cạnh Phật A Di Đà, mình muốn về cực lạc mà, thì mình phải gỡ những thứ đó ra. Khi mình gỡ những thứ đó ra đó, thì lúc đó tâm mình nó an lạc dữ lắm. Mình buồn mình dặn ta, mình để trong tâm thì giống như bao nhiêu cục đá mà mình dằn lên đó. Cái cơ thể mình vậy đó. Khi mình buông ra thì giống như mình lấy những cục đá dằn trên người ra, thì tức khắc mình an lạc, mình vui vẻ. Mỗi khi người ta nhắc nhở mình là mỗi khi mình cảm ơn. Mỗi khi người ta gầy la mình là xem để cái ngã của mình tu tập như thế nào. Mỗi khi người ta chửi mình thì mình coi coi cái tâm mình cái ngã như thế nào thì mình buông ra. Hiểu không? Nên mỗi một người phải nhận thức. Khi nhận thức sâu sắc được thì quý vị sẽ thấy, à, như là mình tu cái ngã mình giảm bớt tối đa. Phật Pháp nó không có riêng ai chứ. Kể một câu chuyện nhưng mà mình nghe câu chuyện phù hợp ngay mình thì có phương pháp mình chuyển hóa. Như đầu tiên như Đức kể câu chuyện mà gia đình niệm Phật chuyển hóa được con, thấy không? Có những người người ta cũng gặp con như vậy. Người ta nghe một cái, người ta dùng phương pháp này để chuyển hóa. Nó một câu chuyện, nó như một cơn mưa vậy. Người mà đụng ngay câu chuyện thì sửa, có phương pháp mà. Còn người chưa phạm phải câu chuyện đó thì kinh nghiệm. Một ngày nào biết đâu mình phạm phải, à, có phương pháp. Cái quan trọng là có phương pháp. Nhớ kỹ.
Cái quan trọng là có phương pháp. Khi mình biết cởi mở ra thì đúng là người tu mình khôn. Đừng có bao giờ buồn giận ai mà để trong tâm lâu. Mình để lâu thì không khác nào á, cái thùng của mình nó bị xì nước vậy. Mà ngày qua ngày nó nước nó xì chảy hoài. Phước đó, phước duyên giống như nước vậy. Nó xì ra rồi thì còn gì nữa giờ? Xì ra rồi còn gì nữa giờ? Thấy không? Nên mình phải khôn. Những điều mà nhắc nhở gì nó xác thường vậy đó, nhưng mà nghe cũng chạm ngay mình đó, nhưng mà không buông ra. Không buông ra thì nó đổ hết trơn phước duyên của mình. Phước duyên mình tạo nhiều đổ hết trơn. Còn mình buông ra thì nó giữ được phước duyên cho mình. Mà mình tu là mục tiêu mình tạo phước duyên. Mình để cho phước duyên mình nó mất sạch hết trơn thì đúng là ủ. Nên từ nơi đó mình tu là giữ được phước duyên. Cái quan trọng là giữ được. Tí làm ít mà giữ được còn hơn làm nhiều không giữ được gì. Cái quan trọng là giữ được. Mà muốn giữ được thì phải niệm A Di Đà Phật. Muốn giữ được là phải niệm A Di Đà Phật. Không niệm A Di Đà Phật sao giữ được? Nhớ nghe. Phải niệm Phật mới giữ được. Như kỳ. Nên á, cái sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Nhưng những đức thường nói với những anh em trong chùa, những đức nói mình đi tu mình rất là may mắn, mình vô một ngôi chùa không dẫn mình đi cốc cốc can can, không dẫn mình đi kiếm cơm ăn. Mình may mắn người ta lo cho mình hết trơn mà mình còn không nhìn ra để trân quý thì đúng là lỗi lầm là tại do mình. Như bản thân những đức cũng rất là may mắn đi tu gặp ngay ngôi chùa, không phải dẫn mình đi cốc cốc can can. Nếu dẫn mình đi cốc cốc can can bây giờ chắc mình đi ra đời luôn rồi. Cái kiểu đó như ngoài đời cũng kiếm cơm ăn, mà gì vô đây cũng bắt đi kiếm cơm ăn, đi lang thang kiếm cơm ăn này thê thảm quá. Thấy không? Nên từ nơi đó rất là may mắn. Nên những anh em đi vô chùa mình tu rất là có duyên đặc biệt. Mấy cô được gì? Không có đối phó cái cuộc sống riêng biệt mà mình có cơ hội được tu phước tu duyên. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Mọi người phải nhận thức sâu sắc. Khi nhận thức được sâu sắc rồi thì quý vị tự nhiên sẽ mang tâm cảm ơn cung kính. Mà khi tâm cảm ơn cung kính nó phát ra một cái là vì tu có kết quả. Trong cái cuộc đời mình á, mình lớn rồi. Cái gì là mình chọn lựa, chứ mình mắc đến tâm với ai vậy? Cái gì nó cũng có sự trải nghiệm, cái gì nó cũng có cái bài học cho mình. Như học đạo thì mặt phải mặt trái gì cũng học được. Mặt phải coi mình có phải hay không mình học. Mặt trái là mặt xấu thì giống như coi mình có xấu hay không sửa. Vậy thôi. Nó đều là một bài học cho mình. Nó có những người chơi cùng với người ta. Khi chơi cùng với người ta thì gần gũi lại. Ô, ông gì, bà gì. Mắc tính tâm, bậy bạ quá. Bản thân của mình mỗi người ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng. Mình là phàm phu mà. Mình lớn cái gì cũng là tự do bản thân mình chọn lựa. Chứ ai ép buộc mình được đâu. Nên bản thân của mình phải giữ được cái tâm an lạc bằng cách nhớ Phật niệm Phật. Đừng có nghĩ nhiều thứ quá. Nghĩ nhiều thứ quá kia không có kết quả gì. Nghĩ A Di Đà Phật là hay nhất. Niệm A Di Đà Phật là đặc biệt nhất. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Lấy quay rồi lễ Quán Âm tới rồi. Bây giờ người ta đang háo hức khắp nơi nơi. Người ta dẫn người đi lễ qua Bồ Tát. Còn mình ở trong chùa thì mình cũng chủ động để mình lo cho người ta. Rồi nhiều người bây giờ đang cũng chuẩn bị để ở ngoài đường buôn bán đồ kiếm cuộc sống. Mỗi người mỗi công việc đa dạng người. Còn mình thì mình tu tạo duyên phước cầm theo. Người ta thì có người kiếm tiền, nhưng mà mình rất là may mắn, mình rất là mừng là mình tạo được duyên phước. Tạo duyên phước mới là người thật sự có trí tuệ. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta có cơ hội làm được. Nên người trong chùa ai cũng háo hức nhiệt liệt lên, háo hức nhiệt liệt lên. Nên mỗi bên điểm chùa quý thầy, thí dụ như đạo tràng Ba Những Quang, đạo tràng Ba Đại Lâm Những Lăng, sắp sửa lễ Ví Quan Âm rồi, đứng lên thông báo tất cả các cụ, những người khỏe khỏe đều kết hợp lại, những người cộng tu thì người ta phụ giờ nào phụ, còn giờ nào người ta lại Quan Âm phải cho người ta đi lại Quan Âm. Nên thí dụ như cô Châu hay cô Thanh gì ta làm tới giờ gần lại Quan Âm, ai ở đây cộng tu rồi quý vị đi tắm vì nghỉ trước đi cho bị đi lại Quan Âm đó. Còn những người thường trụ nhiệt liệt hết mình chung tay, gom tất cả những người trẻ thường trụ lại làm việc.
Còn những người nào mà thấy công việc vắng vắng cho để lại Quan Âm. Ví dụ như cô Châu hay cô Thanh gì phải biết sắp xếp gì đó. Thì mình không có uổng cái công. Cái công là cái công người ta làm nó không cần thiết. Mình chỉ cần chen tay qua một chút thì xong chuyện. Cho người ta đều đi lại Quan Âm. Để bản thân mình cũng được hưởng cái lại Quan Âm của người ta. Mình biết tính như vậy thì duyên phước mình lớn lắm. Nên đừng bao giờ phí phạm cái công cái của. Không khéo là mất công mất của là mình tiêu. Thấy không? Nên bên đạo tràng ba những quan khi nghe công đoạn này rồi, ăn cơm xong thông báo tất cả các cụ đại chúng sao sao, phát tâm nhiệt liệt lên. Mình mỗi ngày mình tu ngày 4 thờ trong chùa. Bây giờ đến lúc Tam Bảo đang cần mình để phục vụ, chia hết ra ban bệ, ghi tên ra danh sách, người này chia cơm, người này nấu ăn phụ, người này lặt rau, người này rửa rau, người này sắp xếp như thế nào, đứng chia cơm giờ giấc thì sao, bố trí rõ ràng. Hai ngày thôi phát tâm cực lực lên. Thường ngày các cụ lên chánh điện tu rất là nhiều. Bên bây giờ đến lúc mình tu phước phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nhiệt liệt hết mình phát tâm lên. Còn những người cộng tu người ta muốn phụ thì cũng đưa vô vị trí. Nhưng mà tới cái giờ gần lại Quan Âm, hỏi ai là những người cộng tu cho người ta, hay là giờ sắp xếp sắp luôn, giờ chuẩn bị lại Quan Âm mấy giờ cho những người cộng tu được đi nghỉ, nó chuẩn bị để đi lại Quan Âm. Vì cái chiến người ta đi đến chùa mình, từ nơi đó ta công quả được lại Quan Âm được luôn. Bố trí liền, mọi người nhiệt liệt phát tâm lên, dũng mãnh tinh tấn lên. Mấy chú đồ bố trí công việc nhiệt liệt lên, ai cũng là người cực lực, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không ai làm giùm cho ai. Nên chân thật mà phát tâm. Nó nên bên Đại Tùng Lâm thì những lăng thông báo đồ lên. Nên sáng nào mình ăn cơm mình cũng nghe gì nhắc nhở mình, những đức từ sai đức nêu lên vậy thôi. Tất cả các điểm chùa chúng ta đều phát động chương trình lên, nhiệt tình hết mình hỗ trợ. Còn mấy điểm đạo tràng thì quý chú qua bên đạo tràng ba đồ này kia phụ trợ hết lòng. Giờ giấc làm sao, rồi mình về mình lấy cơm làm sao cho phù hợp. Anh em cực lực nhiệt tình hết mình chung tay để tu phước tu duyên. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Cái quan trọng chúng ta tích lũy được phước duyên thù thắng, bồ đề tâm kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Mục tiêu của chúng ta là quyết định đời này, hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.